Hello mọi người, thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm cái con lật đật tự cân bằng này nha mọi người. Thì đầu tiên là mọi người sẽ kiếm cho em một con tán 8 ly, có kích thước là 4 phân nha mọi người. Và mấy cái này là kẽm B40 nè, và hai cái viên bi này mọi người. Mình sẽ lấy cái nút dù của cửa cổng mình hàng lại nha mọi người. Có con tán 10 ly, này tầm 5 phân mọi người. 4 nút dù nha, 4 nút dù và hai con tán 8 ly. Để mình bỏ vào cái viên này mọi người. Khi mình hàng lại á, là nó sẽ kêu nè mọi người nghe không? Đó, này là hai cái tay và hai cái chân. Và mọi người chuẩn bị cho mình là một thêm một cọng kẽm B40 mọi người. Chiều dài của nó tầm là 3 tấc rưỡi 40 tới 4 tấc mọi người. Thì mình sẽ uống công công lại nè. Đây là khi mình đã uống công mọi người, để mình phải uống công nó mới tự cân bằng được nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ hàn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hàn hai cái tay của nó vô mọi người. Mọi người nhắm nhắm mình hàn được rồi, không cần chính xác cái này đâu. Chủ yếu mọi người phải nhớ cho mình đó là hai cái viên bi là nó phải nặng hơn cái con tán nó mới có tự cân bằng được, còn không thì sẽ không cân bằng được nha mọi người. Đây là khi mà mình hàn xong nha mọi người đó, mọi người thấy bây giờ nó chưa có đứng được đâu nha đó. Bây giờ mình sẽ hàn hai cái viên bi vào cái hình vòng cung nha mọi người. Mình bỏ cái con tán này vô để khi mà mình lắc á cho nó có cái tiếng kêu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hàn nó lại. Mình đã làm cho nó được cái vị trí cân bằng rồi nha mọi người. Đó, lắc nó kêu đúng rồi. Thì khi mà mình hàn cái dòng cung mà tự cân bằng rồi mọi người, mình sẽ hàn vào cái tay cái con hình nhân nha mọi người. Mọi người hàn là mọi người nhắm nè, hai viên bi này là nó đều nè. Khi mà mình hàn xong rồi mọi người, nó sẽ ra như vậy nha mọi người. Đây, mọi người lưu ý nè, khi mà mình bẻ hai cái viên bi này ra sau á thì hình nhân sẽ ngã ra sau, còn mình bẻ lên trước á, hình nhân sẽ bẻ lên, sẽ ngã lên trước nha mọi người. Đây. Khi mình để nè mọi người thấy là nó tự cân bằng luôn nha. Đó. Mọi người thấy dễ không? Nếu thấy video này hữu ích nè, cho em xin một tim một follow nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Con này là không bao giờ ngã nha mọi người. Chúc mọi người thành công nha.